các loại thịt nha bà con. Có nhiều loại thịt mà chúng ta không nên ăn, bởi vì ăn vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà không tốt gì cho sức khỏe của mình. Đó là những người có cholesterol cao, người bị tim, người bị thận, người có ung thư, thì các loại thịt nên không ăn để tốt cho sức khỏe của mình, cho nó mau lành, mau bớt, mau khỏi bệnh và sức khỏe càng ngày càng tốt. Đó là những người không nên ăn là cholesterol cao, người bị tim, người bị thận, người có ung thư. Đó bà con nha. Còn ăn quá nhiều thịt nó gây ra bệnh thận, bệnh gút, thừa cân, tim mạch, sỏi mật, viêm đau khớp, tiểu đường, gan, huyết áp, ung thư đường ruột. Một tuần ta ăn 2 lần, mỗi lần không quá 150 gram, là một tuần chúng ta ăn chỉ được 300 gram. Đó, mà nếu ăn một lần thì không quá 150 gram. Đó, những người có bệnh không nên ăn thịt để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là cholesterol cao, bị bệnh tim, người bị bệnh thận, người có ung thư. Mà nếu chúng ta ăn quá nhiều thịt nó gây ra bệnh thận, bệnh gút, thừa cân, tim mạch, sỏi thận, viêm đau khớp, tiểu đường, gan, huyết áp, ung thư đường ruột. Vậy thì chúng ta chỉ nên ăn 2 tuần một lần, một lần ăn không quá 150 gram. Chúc bà con ta vui vẻ mạnh khỏe. Xin chào nào. Woo!